Thưa quý vị và các bạn, truyền thống của dân tộc ta luôn chú trọng đến việc chăm lo nuôi dưỡng và đào tạo nhân tài, bồi đắp thêm nguyên khí. Xem trọng hiện tại cũng là một tư tưởng xuyên suốt từ thời phong kiến đến thời đại Hồ Chí Minh. Đảng, nhà nước ta luôn khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu và dành nhiều nguồn lực ưu tiên đầu tư cho sự phát triển sự nghiệp giáo dục. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh điều này tại buổi gặp mặt học sinh đoạt giải kỳ thi Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế 2022 vào chiều nay. Biểu dương, khen ngợi, đánh giá cao đoàn học sinh đạt giải Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, buổi gặp mặt và tuyên dương 33 học sinh đạt giải Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022 cùng các thầy cô giáo ngày hôm nay là một trong những dấu mốc cho quá trình dài liên tục đầu tư, bồi dưỡng, phát huy những tài năng trẻ đất Việt. Chủ tịch nước đánh giá chất lượng giáo dục ở nước ta ngày càng được nâng lên ở tất cả các cấp học. Một số trường đại học đã cải thiện vị trí trong các bảng xếp hạng khu vực và quốc tế. Học sinh của Việt Nam đạt được nhiều giải thưởng cao trong các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực, thể hiện trí tuệ và sức sáng tạo của người Việt Nam. Chủ tịch nước mong muốn các thầy cô hãy đi đầu và là nhân vật trung tâm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong giáo dục, giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học là những tấm gương sáng để học sinh noi theo. Chủ tịch nước đề nghị chính phủ, các bộ ngành địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và hành động cụ thể để phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài, tạo động lực mạnh mẽ cho những công dân trẻ, những chủ nhân ưu tú của đất nước phấn đấu dấn thân xây dựng Tổ quốc. Chủ tịch nước yêu cầu cần chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học, học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội, tập trung để có được nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo với công tác nghiên cứu, gắn đào tạo với thị trường, gắn đào tạo trong nước với liên kết quốc tế, đồng thời mong muốn học sinh, đặc biệt là các em có thành tích cao, tiếp tục học tập với tinh thần thắng không kiêu, bại không nản, tiếp tục rèn luyện phẩm chất, đạo đức, các kỹ năng cần thiết để trở thành công dân ưu tú, công dân có trách nhiệm, công dân toàn cầu, đóng góp xây dựng đất nước. Học đi đôi với hành, có tài phải đi liền với có đức. Từ những nét cụ thể nhất như văn hóa ứng xử hàng ngày với thầy cô, cha mẹ, với bạn bè, tinh thần nhân văn, nhân ái, giúp đỡ người khác. Hôm nay tại trụ sở chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 12 năm 2022, cùng dự có các Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Tại phiên họp, Chính phủ xem xét dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân và đề nghị xây dựng các luật, luật sửa đổi bổ sung luật các tổ chức tín dụng, luật căn cước công dân sửa đổi, luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, luật quy hoạch đô thị và nông thôn. Chính phủ cũng nghe tờ trình tóm tắt dự thảo, cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định, nghe báo cáo thẩm tra các luật, đề nghị xây dựng luật, đồng thời dành thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến, làm rõ các nội hàm, chỉnh sửa, bổ sung nội dung vào các dự thảo luật, đề nghị xây dựng luật. Sau khi lắng nghe các ý kiến của thành viên chính phủ về các chuyên đề xây dựng pháp luật nêu trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ trưởng chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc đầy đủ ý kiến thành viên chính phủ, hoàn thiện các dự án, đề nghị xây dựng luật, trình theo quy định. Người đứng đầu chính phủ chỉ đạo các bộ ngành tích cực thực hiện chương trình công tác về xây dựng pháp luật còn lại của năm 2022, khẩn trương xây dựng, trình các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh còn nợ đọng, những văn bản có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Theo đó, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ ra soát, tổng kết, đánh giá công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế năm 2022, khẩn trương xây dựng chương trình công tác thể chế của Chính phủ cho năm 2023 và thời gian tới. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ ngành liên quan, sơ kết công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật năm 2022. Thủ tướng yêu cầu đánh giá cụ thể về 5 trọng tâm trong lãnh đạo chỉ đạo, tăng cường vai trò người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực phản ứng chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập, thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, tập trung đầu tư nguồn lực, thu hút, nâng cao chất lượng nhân lực. Cùng với đó đánh giá cả hai mảng công tác, xây dựng hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật. Thủ tướng đề nghị nghiên cứu xây dựng nghị quyết văn bản riêng về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật của Chính phủ cho năm 2023 và thời gian tới, tránh việc phải ra nhiều văn bản, công điện, chỉ thị chỉ đạo việc tổ chức thực hiện. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, bảo đảm tiến độ chất lượng của chương trình, hạn chế việc điều chỉnh chương trình, ra soát, tổng hợp,
hoàn thiện đề nghị chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024 để trình Quốc hội trước ngày 1 tháng 3 năm 2023 theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, ngày 8 tháng 11 tại trụ sở báo Nhân dân, ban biên tập báo Nhân dân đã tổ chức buổi gặp gỡ với cựu chiến binh Mỹ Steve Edmund, giám đốc dự án và điều phối các nỗ lực nhân đạo của cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam, và ban liên lạc cựu chiến binh tìm đồng đội Trung đoàn 209, Sư đoàn 1, Anh hùng, để các cựu chiến binh Mỹ trao lại một số kỷ vật của bộ đội Việt Nam hy sinh tại chiến trường Tây Nguyên năm 1967. Sau một thời gian báo Nhân dân làm việc với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để xác minh thông tin theo đúng quy định, đến ngày hôm nay, những di vật của liệt sĩ Phạm Tuấn Tài đã được trao lại cho thân nhân gia đình liệt sĩ tại xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Một cuốn sổ nhật ký, những dòng lưu bút, rất nhiều bức ảnh chân dung khổ nhỏ, một tấm bản đồ Việt Nam và bức thư còn chưa kịp gửi về cho gia đình. Cựu chiến binh Mỹ Clay Andrews, người trực tiếp thu giữ các kỷ vật này cho biết, liệt sĩ Phạm Tuấn Tài đã hy sinh vào ngày 23 tháng 7 năm 1967 trong trận đánh tại Pleiabo thuộc huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, sau đó được chôn chung trong một hố chôn tập thể của khoảng từ 25 đến 40 liệt sĩ tại trận địa. Ông Clay Andrews lưu giữ những kỷ vật này trong hơn nửa thế kỷ như là một cách ăn năn trước sự hy sinh của người lính Việt Nam bởi chính nòng súng của ông. Sau khi thông tin này được xác minh, vừa tròn 55 năm sau, buổi lễ trao trả kỷ vật cho gia đình liệt sĩ Phạm Tuấn Tài đã diễn ra tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, trong sự xúc động của thân nhân liệt sĩ, đại diện báo Nhân dân, đại diện ban liên lạc cựu chiến binh tìm đồng đội Trung đoàn 209, Sư đoàn 1 Anh hùng và đại diện các ban ngành chính quyền địa phương xã Vạn Xuân. Nhiều năm qua, từ những hồ sơ thông tin và kỷ vật do các cựu chiến binh Mỹ cung cấp, các cựu chiến binh Trung đoàn 209 phối hợp với huyện đội Sa Thầy tỉnh Kon Tum và các tình nguyện viên đã thu thập được 81 hài cốt liệt sĩ. Trong cuốn sổ nhật ký của liệt sĩ Phạm Tuấn Tài còn có 25 cái tên khác. Rất mong chính quyền và ngành lao động thương binh xã hội các địa phương sớm quan tâm rà soát tìm kiếm xác minh những thông tin để các kỷ vật của liệt sĩ sớm được trở về với người thân. Chiều nay, Bộ Nội vụ đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình công tác quý 4 năm 2022, trong đó tập trung vào nhiều nhóm vấn đề như tinh giản biên chế, cải cách tiền lương, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Theo đại diện vụ tổ chức biên chế, đối với vấn đề tinh giản biên chế, Bộ đã có văn bản gửi các bộ ngành địa phương về tinh giản biên chế, trong đó có nêu các trường hợp giả định để có thể giúp các bộ ngành địa phương giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó để việc thực hiện chính sách đúng quy định. Về vấn đề sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, đại diện vụ chính quyền địa phương cho biết đây là nội dung đã được xác định trong nghị quyết 27 của Bộ Chính trị. Hiện Bộ đang xem xét chủ trương trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh kèm theo lộ trình cụ thể năm 2023 đến năm 2025 và năm 2026 đến năm 2030. Bộ sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng báo cáo chủ trương vào thời điểm thích hợp. Hiện Bộ Nội vụ cũng chuẩn bị ban hành nghị định, trong đó quy định cơ chế khuyến khích cán bộ công chức đổi mới sáng tạo, nhưng kèm theo đó là cơ chế ngăn chặn hành vi lạm dụng quy định này để trục lợi. Chiều nay, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp báo tổng kết công tác tư pháp năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Nhiều vấn đề được báo chí quan tâm như kết nối dữ liệu dân cư hay vấn đề xử lý tài sản liên quan đến vụ việc của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Trả lời báo chí về vấn đề kết nối dữ liệu với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, đại diện Cục Công nghệ Thông tin cho biết, Cục sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, thử nghiệm kết nối khai thác cơ sở dữ liệu dân cư, ra soát bảo đảm thống nhất sẵn sàng cho việc kết nối. Ngày 14 tháng 11 năm 2022, Bộ cũng đã công bố quyết định ra soát 30 thủ tục không sử dụng hộ khẩu. Về vấn đề thi hành án, đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết, nhiều vụ án lớn, việc thu hồi tài sản gặp khó như vụ Phạm Công Danh, Hứa Thị Phấn. Đối với vụ sai phạm của AIC, khó khi xử lý các tài sản thi hành liên quan khi một số chủ mưu đã trốn ra nước ngoài. Hiện tòa án vẫn đang tiến hành xét xử, nếu phát sinh thi hành án sẽ phối hợp với Tòa án Nhân dân tối cao để thực hiện tương trợ tư pháp. Ngày hôm nay tại Hà Nội, Công đoàn Công an Nhân dân đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác năm 2023, gặp mặt đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Công đoàn Công an Nhân dân hiện có 24.672 đoàn viên, phần lớn là công nhân công an, lao động hợp đồng.
năm 2022 với chủ đề Công đoàn Công an Nhân dân tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng. Các cấp công đoàn trong Công an Nhân dân đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ. Tổ chức thăm hỏi gần 12.000 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây dựng 12 nhà mái ấm công đoàn và 16 nhà tình thương tặng gia đình người có công và các hộ nghèo. Bên cạnh đó, công đoàn các cấp đã gặp gỡ, lắng nghe và đối thoại với cán bộ, công nhân, người lao động. Năm 2023, Công đoàn Công an Nhân dân sẽ tiếp tục bám sát, tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, tích cực, chủ động, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần tích cực vào công tác xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Tại phiên họp thường kỳ tháng 12 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, thu ngân sách của tỉnh năm 2022 đạt 21.152 tỷ đồng, tăng 40,9% so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa 19.832 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.320 tỷ đồng. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 12,56% so với cùng kỳ năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt hơn 154 triệu đô la Mỹ. Ngành du lịch đã cho thấy sự phục hồi phát triển rõ nét. Năm nay lượng khách du lịch ước đạt 6,73 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt hơn 5.600 tỷ đồng. Tính cả năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An đã cấp mới cho 111 dự án với tổng số vốn hơn 29.400 tỷ đồng, tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh hơn 42.800 tỷ đồng. Năm 2023, dự toán thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đặt ra là hơn 15.836 tỷ đồng, tăng 839 tỷ đồng so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao năm 2022. Trong đó, thu nội địa là 14.586 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.250 tỷ đồng. Ngày 26 tháng 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khai mạc kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022 và đề ra các chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp thực hiện thắng lợi nghị quyết của tỉnh ủy Kiên Giang về phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang tập trung quyết liệt thực hiện phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm đời sống của nhân dân. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,7%, quy mô tổng sản phẩm của tỉnh đứng thứ hai của vùng đồng bằng sông Cửu Long, thực hiện hoàn thành 24 trên 24 chỉ tiêu, chủ yếu năm 2022 theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, công tác cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo cải thiện, nâng lên chất lượng. Thưa quý vị, năm 2022, trước tình hình thiên tai dịch bệnh, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã triển khai kịp thời hiệu quả việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho các địa phương. Đây cũng là nội dung quan trọng được đề cập đến trong buổi họp báo chuyên đề về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 do Tổng cục Dự trữ Nhà nước tổ chức ngày hôm nay. Đối với các mặt hàng do Tổng cục Dự trữ Nhà nước quản lý, đã xuất cấp hơn 107.000 tấn gạo, tương đương gần 1.300 tỷ đồng. Trong đó đáng chú ý có hỗ trợ cứu đói trên 20.000 tấn gạo, hỗ trợ dịch bệnh COVID-19 đầu năm 2022 gần 1.870 tấn gạo, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai do ảnh hưởng mưa lũ, hạn hán mất mùa trên 4.000 tấn gạo, hỗ trợ học sinh trên 67.000 tấn gạo. Bên cạnh đó còn có các vật tư thiết bị cứu hộ cứu nạn với tổng giá trị khoảng 148 tỷ đồng. Năm qua, ngành dự trữ nhà nước đã triển khai xuất cấp kịp thời lương thực, vật tư dự trữ quốc gia, bảo đảm chất lượng, số lượng, hoàn thành mục tiêu đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai thảm họa, hỏa hoạn dịch bệnh và phục vụ quốc phòng an ninh năm 2022. Chiều nay, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 25 bị cáo trong vụ án gian lận đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và công ty AIC tiếp tục được diễn ra ở phần tranh luận với bản luận tội của đại diện Viện Kiểm sát. Trình bày tại tòa, các luật sư bào chữa một số bị cáo được xác định là quân xanh trong các gói thầu cho rằng hành vi của họ chỉ là đồng phạm giúp sức với vai trò không đáng kể. Khi phải làm quân xanh, họ cũng luôn phải chịu rất nhiều áp lực trong quá trình tham gia dự thầu và thông thầu tại Bệnh viện Đồng Nai, thậm chí còn từng bị nhắc nhở, cảnh báo là nếu để trượt thầu có thể bị đuổi việc.
luật sư bào chữa cho cựu bí thư Trần Đình Thành cho rằng việc nhận tiền xảy ra trước giai đoạn diễn ra việc đấu thầu thiết bị y tế ở dự án Bệnh viện Đồng Nai nên hành vi này là vi phạm đạo đức chứ không phạm luật. Ngoài ra số tiền nhận từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ông Thành chủ yếu dùng làm từ thiện và đã khắc phục hết nên cần được hưởng khoan hồng, thể hiện sự nhân văn của chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Luật sư nêu quan điểm bào chữa tại tòa. Thưa quý vị và các bạn, Điều 3 quy định số 08 ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương nêu rõ, hành vi phải kiên quyết chống, đó là lãng phí công quỹ, tài sản, phương tiện, nhân lực và thời gian làm việc. Một vấn đề lớn đang được đặt ra trong thực tiễn là xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra thất thoát lãng phí, trong đó có cả trách nhiệm bồi thường. Báo cáo giám sát về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 của Đoàn Giám sát Quốc hội nêu rõ, có gần 3.100 dự án có thất thoát lãng phí, hàng nghìn dự án đầu tư công chậm tiến độ và có xu hướng tăng dần qua các năm. Đặc biệt, hầu hết dự án quan trọng của quốc gia, các dự án lớn trọng điểm đều chậm tiến độ. Đối với hơn 1.000 trường hợp đã đưa ra xét xử, có nhiều dự án đầu tư công sai phạm, phải xử lý hình sự gây thất thoát lãng phí gần 32.000 tỷ đồng. Trách nhiệm người đứng đầu trong cái câu chuyện này gây ra lãng phí đến đâu? Người đứng đầu thì phải, nếu như ông mà để là xảy ra câu chuyện lãng phí thì ít nhất xác định rõ là ông phải bồi thường. Sau đấy mới đính câu chuyện nếu nó vi phạm pháp luật, nó vi phạm câu chuyện là luật phòng chống tham nhũng vân thì chúng ta xét tiếp các khía cạnh kia. Có thể nói, lãng phí xảy ra do trình độ quản lý yếu kém, do buông lỏng quản lý. Đáng lo ngại hơn là lãng phí còn có thể do tiêu cực tham nhũng đã xảy ra trong nhiều khâu, từ khảo sát, thiết kế, đấu thầu, thi công, đến giám sát, nghiệm thu các dự án, các công trình. Và tất cả những lý do này đều liên quan chặt chẽ tới người đứng đầu. Thực hiện cái công khai tài chính, nó lại nằm ở ông trách nhiệm người đứng đầu. Người đứng đầu mà không muốn làm chuyện này một cách rành mạch thì đâm ra là những cái số liệu quan trọng liên quan đến lãng phí lại không được công khai. Cho nên là chúng ta phải làm tốt câu chuyện là công khai, minh bạch về phần tài chính, rồi làm rõ trách nhiệm của từng bộ phận, đặc biệt là cái bộ phận tài chính của từng cơ quan, rồi trách nhiệm người đứng đầu. Và chúng ta đừng quên cái gọi là tác động từ bên ngoài. Người dân, xã hội, các tổ chức xã hội là huy động vào cuộc. Hãy để cho các cái tổ chức đại diện cho những người dân, họ được tham gia vào quá trình giám sát, họ được tham gia vào quá trình đánh giá nữa cơ, chứ không phải chỉ có giám sát không, mà được tham gia cả vào cái quá trình đánh giá. Vậy có nghĩa là bằng tai mắt của nhân dân, tôi xin nói là cái lưới trời của nhân dân mà, người ta nhìn thấy hết, người ta biết hết. Và đấy là cái đánh giá gì ạ? Cái đánh giá khách quan nhất, trung thực nhất và tôi tin hiệu quả nhất. Do đó, cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật để khắc phục những tồn tại trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhất là quy định cụ thể hơn trách nhiệm của người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc bắt tay nhau để bao che, để bỏ qua những sai sót, sai phạm.